Camtasia có rất nhiều cái tính năng để tạo ra các cái hiệu ứng và kỹ xảo. Trong bài học này, chúng ta tìm hiểu hai cái hiệu ứng mới hoàn toàn chưa có ở các cái bài giảng Camtasia ở Việt Nam. Ở bên trái của màn hình, chúng ta bấm vào cái tính năng Annotation. Sau đó chúng ta chọn mẫu chữ ABC và kích chuột phải. Thì lúc này trên cửa sổ Preview, ta bắt đầu các cái thao tác với chữ. Tại cửa sổ Preview thì chúng ta có thể nhập một cái nội dung bất kỳ. Ở đây thì chúng ta chọn cái chữ Thành phố Huế, xin chào quý khách. Tiếp theo thì chúng ta điều chỉnh, tăng cái cỡ chữ đủ cái độ lớn gần full cái màn hình cửa sổ Preview. Sau đó thì chúng ta thao tác, chọn các cái kiểu chữ mong muốn, và ở đây có thể chọn nhiều kiểu, nhưng chúng ta nên chọn cái chữ nét đậm. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tải một cái video background đã được chuẩn bị sẵn ở màn hình máy tính về khu vực Media Bin, và tiếp tục đưa video xuống track 1 ngay dưới mẫu chữ mà chúng ta vừa tạo ra xong. Sau đó chúng ta thao tác để kéo cho độ dài của ảnh bằng với cái độ dài của video background ở track 1. Và tại tính năng behavior ở phía trái của phần mềm, ta tìm đến hiệu ứng flying và kéo thả xuống track ở phía trên video. Rồi con trỏ chuột về phía đầu của track 2 nơi có biểu tượng con mắt, kích chuột phải và chọn kiểu chữ alpha. Và sau đó chạy thử video thì trên màn hình xuất hiện hiệu ứng chữ với phông nền phía sau lấp lánh đèn lung linh rất là đẹp, sinh động và bắt mắt. Và tại vị trí biểu tượng của con mắt thì chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách tìm và chọn các cái kiểu chữ khác nhau để tạo ra các cái hiệu ứng cũng như các cái video mà chúng ta mong muốn và chia sẻ lên các cái nền tảng xã hội. Thực hiện được một video như chúng ta vừa xem thì trước hết cần phải tải các cái hình ảnh đã được chuẩn bị sẵn ngoài màn hình desktop vào phần mềm. Sau đó ta kéo thả một cái hình ảnh xuống cái track thứ nhất ở khu vực timeline. Tiếp tục thao tác với video thì ta mở zoom lớn để dễ quan sát, đồng thời kéo ngắn hình ảnh lại, rồi tiếp tục đến tính năng behavior để thả cái hiệu ứng vào cái hình ảnh phía trên. Tại cửa sổ preview, chúng ta làm cho cái hình ảnh khớp với màn hình, đồng thời bấm vào mục Property ở phía bên phải của màn hình để xuất hiện các cái thông số kỹ thuật. Chúng ta bấm vào cái ô tam giác màu trắng ở góc phía trên bên phải và chọn chữ String. Sau đó chúng ta tiếp tục bấm vào dấu cộng ở phía trên. Thì ngay lập tức lúc này trên cửa sổ Preview xuất hiện một cái khung chữ. Chúng ta xóa và nhập vào chữ Flying String, sau đó bấm OK. Tiếp tục vào Media và đưa ba cái ảnh còn lại xuống khu vực Timeline và kéo ba ảnh này ngắn lại có độ dài bằng cái ảnh thứ nhất. Sau khi làm ngắn ba bức ảnh và đưa ba cái ảnh này sát nhau thì chúng ta bấm phím Shift để đánh dấu cả ba bức ảnh. Chúng ta tiếp tục đến với cái tính năng Behavior và kéo thả cái hiệu ứng chữ vừa tạo ra trước đó xuống ba cái bức ảnh ở phía dưới khu vực timeline, đồng thời kiểm tra từng cái bức ảnh cho khớp với màn hình cửa sổ preview bằng lệnh scale to fit và kiểm tra cho đến cái bức ảnh sau cùng. Công việc là sau cùng là kiểm tra cái thành quả mà chúng ta vừa tạo ra, và kết quả khá bất ngờ với một cái video có hiệu ứng hành vi xuất hiện và biến mất khá nhanh, sinh động và hấp dẫn. Như vậy cái bài học về Camtasia thật dễ và bạn có thể có rất nhiều kỹ năng mới khi xem các video trên ống kính học đường.